cái bài mạch vòng như này. Ví dụ như là C3H6 thì C3 thì mình để ý cái 3C này, 3C này thì mình vẽ thành một cái mạch vòng này, 3 carbon này. Mạch vòng như là nó khép kín như này. Thế xong em thêm H vào thôi. Em thấy là C thì nó có bốn hóa trị, vậy nó phải có bốn gạch. Đây là một gạch. Đây là một gạch này. Đấy. Đây là một gạch này. Vậy thì nó còn thêm hai gạch nữa. Hai nữa thì mình thêm một gạch. Thằng này cũng thế, sẽ lại thêm hai gạch, thêm hai gạch. Thằng này thêm hai gạch thì mà đủ một hóa trị nhá. Thế sau đó em thêm H vào thôi. H H H H Đấy, em đếm thôi. 1H này, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H. Thế 6H là vừa đủ. Tương tự như vậy với C4, C5 thì cũng như vậy thôi nhá. C4 thì em cũng vẽ mạch hình vuông ra, xong rồi thêm H vào. C5 thì cũng thế, em vẽ hình lục giác ra. Đấy, xong em thêm H vào, thế thôi.